Thưa quý vị, phụ nữ tuổi Giáp Ngọ năng động, nhanh nhẹn và có tư duy độc lập và chủ động trong mọi công việc. Trong năm 2022, sao La Hầu và hạn Địa Võng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp, gia đình, tài lộc và sức khỏe của họ? Làm cách nào để hóa giải vận xui, tăng cường may mắn? Mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi video chi tiết của Phong thủy Gia Cát với sự trợ duyên của Thầy Gia Cát. Tử vi tuổi Giáp Ngọ năm 2022 nữ mạng sinh năm 1954. Tuổi âm lịch 69 tuổi, sao chiếu mệnh La Hầu, hung tinh, mệnh sa trung kim cùng hành kim bình hòa, địa chi tuổi, tuổi Ngọ tam hợp với tuổi Dần, tốt, thiên can tuổi, Giáp gặp năm nhâm tương sinh rất tốt. Phụ nữ tuổi Giáp Ngọ năng động, nhanh nhẹn, có tư duy độc lập và chủ động trong mọi việc. Trong năm 2022, sao La Hầu và hạn Địa Võng sẽ ảnh hưởng ra sao đến sự nghiệp, gia đình, tài lộc và sức khỏe của họ? Làm cách nào để hóa giải vận xui, tăng cường may mắn? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tổng quan tử vi tuổi Giáp Ngọ năm 2022 nữ mạng. Những người sinh vào năm 1954 thuộc tuổi Giáp Ngọ có kết nạp âm là sa trung kim, nghĩa là vàng trong cát. Cả nam và nữ mệnh này đều có tấm lòng bác ái, tính cách khoan hòa, độ lượng, luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Theo bát trạch phong thủy, Giáp Ngọ nữ mạng ứng với cung cấn thuộc Tây tứ mệnh. Sang năm 2022, phụ nữ tuổi này chính thức bước sang tuổi 69, tính luôn cả tuổi mộ. Nhâm Dần ứng với ngũ hành nạp âm thuộc kim bạch kim là vàng pha bạc, là đại diện cho năm 2022 theo âm lịch. Sự may mắn của mệnh chủ trong năm tới phụ thuộc vào mối quan hệ giữa các thiên can, địa chi và kết nạp âm của các năm. Nhâm Dần và Giáp Ngọ đều có ngũ hành nạp âm thuộc hành kim, bình hòa. Xét về thiên can, Giáp ứng với mộc và Nhâm ứng với thủy. Theo quy luật ngũ hành, thủy phù sinh cho mộc, cho nên Giáp gặp Nhâm thì vô cùng hòa hợp, tốt lành. Tuổi Dần và Ngọ đều là những địa chi thuộc nhóm tam hợp hỏa cục, rất may mắn. Xét về tổng thể, Nhâm Dần năm 2022 là một năm thuận lợi suôn sẻ dành cho phụ nữ Giáp Ngọ. Nhờ có vận khí cường thịnh, mệnh chủ có thể giảm bớt tai ương do sao hung tinh chiếu mệnh và hạn tuổi gây ra. Tích cực hành thiện tích đức sẽ giúp cho người tuổi này được hưởng phúc lộc và trường thọ dài lâu bên con cháu. Để tăng cường phúc đức và sức khỏe cũng như gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, những gia chủ tuổi Giáp Ngọ cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Đây chính là pháp khí phong thủy trợ mệnh, hóa giải hạn thái tuế của năm. Mặt trước có in hình thái tuế tinh quân của năm 2022 là Hạ Ngạc Đại Tướng Quân, mặt sau là lệnh phù thái tuế. Mang theo bên mình để được may mắn và bình an, nhất là những người tuổi Ngọ trong năm nay được tam hợp với thái tuế thì lại càng phải mang theo để được ngày tương trợ. Luận tử vi năm 2022 tuổi Giáp Ngọ trên các phương diện. Sau đây là những luận giải chi tiết về vận trình số mệnh của người nữ Giáp Ngọ sinh năm 1954 vào năm Nhâm Dần trên các phương diện sự nghiệp, gia đình, tài lộc và sức khỏe. Công việc sự nghiệp. Sự nghiệp của phụ nữ Giáp Ngọ được dự báo là có những bước phát triển vững vàng trong năm 2022. Người tuổi này có tác phong làm việc nhanh nhẹn, luôn đi trước đón đầu. Chính vì thế, họ có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao với kết quả xuất sắc chỉ trong thời gian ngắn. Bước sang năm Nhâm Dần, mệnh chủ cần chuẩn bị cho bản thân những nước cờ khôn ngoan hơn cho kế hoạch tương lai. Nếu gặp phải những mối làm ăn có liên quan đến thủ tục giấy tờ thì càng phải kiểm tra tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Trong mắt đồng nghiệp, phụ nữ Giáp Ngọ luôn được đánh giá cao bởi sự năng động, nhiệt tình, tính tình vui vẻ sẽ giúp cho mệnh chủ duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Đôi khi sự quá thẳng thắn của người tuổi này có thể khiến cho người khác cảm thấy khó xử. Bên cạnh đó, tính cách nóng này của họ cũng có thể ảnh hưởng không nhỏ tới hòa khí với mọi người. Nếu những nhược điểm này được khắc phục thì họ sẽ tránh được không ít chuyện phiền toái. Để hóa giải vận hạn trên, những gia chủ tuổi Ngọ cần phải luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí phong thủy của nhà Phật mang theo bên mình để được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho cuộc sống được hanh thông, thuận lợi, gia đạo yên ấm và bình an. Tình duyên. Chuyện tình cảm của người nữ Giáp Ngọ có thể sẽ phải đương đầu với một vài khó khăn trong năm 2022, nhưng mọi chuyện đều nhanh chóng trôi qua trong êm đẹp. Vào khoảng thời gian này, hai vợ chồng thường khó tìm được tiếng nói chung. Trong những tình huống như vậy, người tuổi này phải biết nhường nhịn đối phương để không làm rạn nứt tình cảm,
bởi lẽ chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa, đời đời không khê. Mâu thuẫn tình cảm phải được hóa giải bằng những lời nói ngọt ngào và sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Những người vợ tuổi Giáp Ngọ luôn hướng đến hạnh phúc hôn nhân hoàn mỹ, mọi công việc trong nhà luôn được giải quyết chu đáo, con cái được ăn học đầy đủ và có cuộc sống đầy đủ ấm no. Tài lộc, tình hình tài chính của phụ nữ Giáp Ngọ ở mức tương đối ổn định trong năm 2022. Nhờ có sự nghiệp vững chắc nên nguồn thu nhập tài chính cũng được đảm bảo. Trong khoảng thời gian này, không nên đưa ra quyết định nóng vội về chuyện tiền nong, giao dịch tiền bạc càng lớn thì càng phải suy nghĩ cẩn trọng. Phụ nữ Giáp Ngọ thường gặp khó khăn với việc quản lý tài chính nên thường hay vung tay quá chán trong việc chi tiêu hàng ngày. Thay vì tiêu xài hoang phí thì nên tiết kiệm nhiều hơn, nên hạn chế việc tùy tiện cho người khác vay mượn tiền. Sức khỏe, vận trình sức khỏe của phụ nữ Giáp Ngọ ở mức trung bình trong năm 2022, mệnh chủ có thể thường xuyên cảm thấy lo lắng, trong lòng luôn chứa nhiều tâm tư. Để tâm hồn nhẹ nhõm hơn thì cần phải tránh gây hiềm khích với người khác. Việc tập luyện thiền định không chỉ giúp cho tĩnh tâm mà còn rất phù hợp với thể trạng của người cao tuổi. Phụ nữ Giáp Ngọ nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh để có sức khỏe dẻo dai. Hãy thường xuyên tâm sự cùng với con cháu để tinh thần vui vẻ, lạc quan. Xem sao hạn của tuổi Giáp Ngọ nữ mạng trong năm 2022. Sau đây là một vài nét mà người nữ Giáp Ngọ sinh năm 1954 cần lưu ý về sao chiếu mệnh và hạn tuổi trong năm Nhâm Dần. Sao chiếu mệnh, sao La Hầu còn được mệnh danh là khẩu thiệt tinh, có thể gây ra sự bất hòa tranh chấp. Đây cũng chính là sao chiếu mệnh của nữ Giáp Ngọ trong năm 2022. Khi bị sao này ảnh hưởng, mệnh chủ có thể bị ảnh hưởng xấu bởi những tin đồn thất thiệt, các mối quan hệ với mọi người dễ xảy ra tranh chấp. Lời qua, tiếng lại. Ngoài ra, phụ nữ Giáp Ngọ cũng cần phải đề phòng những phiền toái về vấn đề sức khỏe do sao La Hầu gây ra. Người tuổi này nên đề phòng các bệnh về máu huyết, tai và mắt để tăng cường sức khỏe và tài lộc. Những gia chủ tuổi Giáp Ngọ cần phải luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Đây chính là pháp khí phong thủy được chế tác theo bộ tam hợp quý thần của gia chủ tuổi Giáp Ngọ. Mang theo vòng tay tam hợp quý nhân sẽ giúp cho gia chủ tăng cường sức khỏe, hòa hợp gia đạo, hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống cũng như trong công việc. Hạn tuổi. Bước sang năm 2022, cuộc sống của người nữ tuổi Giáp Ngọ sẽ chịu tác động của hạn địa võng. Hạn tuổi này có liên quan mật thiết tới chuyện khẩu thiệt thị phi, mối quan hệ không hòa thuận. Mệnh chủ nên đề phòng những chuyện lục đục trong nhà để tránh gây ra rạn nứt tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, hạn địa võng cũng có thể gây cho phụ nữ Giáp Ngọ những chuyện rắc rối về vấn đề tiền nong, chẳng hạn như khi trao đổi mua bán hàng hóa chẳng may gặp phải gian thương, bị lợi dụng niềm tin. Hóa giải sao hạn. Khi đã nắm bắt được tính chất của sao La Hầu và hạn địa võng thì phụ nữ Giáp Ngọ có thể chủ động phòng tránh hoặc hóa giải bằng nhiều cách. Thái độ dĩ hòa, vi quý cùng với lời nói nhẹ nhàng sẽ giúp mệnh chủ cải thiện được tình cảm với mọi người. Nhờ đó tích lũy được nhiều mối quan hệ thân tình hơn và tránh được việc tạo thêm kẻ thù. Khi tranh luận với người khác cần phải cố gắng kiềm chế cái tôi của bản thân để cả hai nhanh chóng đi đến sự đồng thuận. Bên cạnh đó, phụ nữ Giáp Ngọ nên lựa chọn đối tác làm ăn một cách cẩn thận. Hóa đơn, hợp đồng minh bạch sẽ hạn chế được rủi ro trong các giao dịch. Theo luật nhân quả, con người có thể đổi vận, thoát khỏi những xui xẻo bằng cách hành thiện tích đức, ở hiền, ắt gặp lành. Người có tâm tính thiện lương thì sẽ dễ dàng tránh được hung họa. Ngoài ra, nhiều người cũng tin tưởng vào phương pháp dân gian là cúng sao giải hạn. Điều quan trọng nhất khi thực hiện nghi lễ này là mệnh chủ phải tín tâm. Người nữ Giáp Ngọ sinh năm 1954 cũng có thể làm lễ cúng sao La Hầu vào năm Nhâm Dần để tiêu trừ rắc rối, thu hút vận may. Luận tử vi tuổi Giáp Ngọ năm 2022 nữ mạng theo tháng. Theo tử vi chọn đời, người nữ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 có thể đón nhận nhiều niềm vui trong cuộc sống vào năm 2022. Diễn biến vận số của họ theo từng tháng cụ thể như sau. Tháng 1, sức khỏe dồi dào, tinh thần sảng khoái, con cháu sum vầy, gia đạo yên vui. Tháng 2, phúc lộc vượng phát, đây là thời vận tốt để bản mệnh tiến hành việc trọng đại. Tháng 3, an hưởng hạnh phúc tuổi già bên gia đình, tâm thân thành thơi, nhàn nhã. Tháng 4, cuộc sống bình an vô sự, mệnh chủ không phải bận lòng vì những phiền toái. Tháng 5, nửa hung nửa cát, càng nỗ lực thì lại càng thành công rực rỡ.
Tháng 6, cơ hội đi kèm với thách thức, hết sức đề cao cảnh giác trong các mối giao dịch tiền bạc lớn. Tháng 7, tài chính vững vàng, tiền bạc dư giả, mọi dự định của bản thân đều có tiến triển tốt đẹp. Tháng 8, hưởng lộc trời ban, biết tu tâm tích đức thì càng nhận được nhiều phước báo. Tháng 9, vận khí có dấu hiệu suy giảm, tránh gây bất hòa với mọi người. Tháng 10, đề phòng chuyện cãi cọ trong nhà, chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên làm việc quá sức. Tháng 11, tài lộc đầy nhà, gia đình an khang thịnh vượng, công việc làm ăn dễ gặp thành công lớn. Tháng 12, vạn sự hanh thông cát tường, tiền bạc dư giả, cuộc sống sung túc ấm no. Nhìn chung vận trình số mệnh của phụ nữ Giáp Ngọ trong năm Nhâm Dần 2022 tương đối ổn định, ít gặp phải biến cố bất ngờ. Thế nhưng vẫn phải đề phòng một vài vấn đề trong các mối quan hệ xã hội. Mong rằng bài viết này sẽ giúp mọi người lập kế hoạch chuẩn bị chu đáo cho tương lai. Cảm ơn quý bạn đọc đã theo dõi bài viết. Phụ nữ tuổi Giáp Ngọ năng động, nhanh nhẹn, có tư duy độc lập và chủ động trong mọi việc. Thưa quý vị, nhìn chung vận trình số mệnh của phụ nữ Giáp Ngọ trong năm Nhâm Dần 2022 tương đối ổn định, ít gặp phải biến cố bất ngờ. Thế nhưng, vẫn phải đề phòng một vài vấn đề trong các mối quan hệ xã hội và mong rằng bài viết này cũng như là nội dung của video này sẽ giúp cho quý vị lập được kế hoạch chuẩn bị chu đáo cho tương lai. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại. Chúng tôi cũng hy vọng rằng là thông qua chương trình này thì quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống để có thể thay đổi vận mệnh của mình ngày càng tốt hơn. Còn bây giờ, một lần nữa xin mến chào.